Đầu tiên thì xin chúc mừng Hồng Loan cũng như là một số anh em khác, ví dụ như là anh Linh Tý rồi anh Quy Sang hay là Mát Tư rồi chú Ngân Tuấn rồi đó. Thì ngày hôm qua đã có một cái đêm diễn rất là thành công, một cái đêm giao lưu rất là thành công ở tại quán cà phê của anh Quy Sang. Thì chỉ cảm thấy là khán giả đến rất là đông và cũng rất là tiếc là ngày hôm qua thì Chí Cảnh không có đến được nha, cũng rất là tiếc. Nếu như mà Chí Cảnh đến thì Chí Cảnh nghĩ rằng chắc là Chí Cảnh sẽ gặp được rất là nhiều khán giả luôn. Nhưng mà ngày hôm qua thì vì một số lý do mà Chí Cảnh không có đến được, cho nên cũng khá là buồn, khá là tiếc. Chí Cảnh rất là thích những cái buổi như vậy đó mọi người, những cái buổi mà mọi người đến nhiều và mình có thể đi đến từng bàn mình gặp khán giả rồi chụp hình rồi đó, thì Chí Cảnh rất là thích. Nhưng mà nói chung là cũng khá là buồn là Chí Cảnh không có tới được ha. Rồi sau cái buổi tối ngày hôm qua thì Chí cảm thấy là một số người phe phía bên kia đó, phe phe bên kia đó thì đã rất là kiểu mà dậy sóng lên và chê Hồng Loan hát dở. Nói chung là chê Hồng Loan hát dở, chê thậm tệ luôn, chê hát dở này nọ đồ, kêu hát như vậy mà cũng đứng lên sân khấu hát đồ, hát dở quá rồi thế này thế kia. Thì ngày hôm nay thì Chí Cảnh xin phép lên để mà dạy dỗ những cái người mà vô duyên đó em. Trời ơi, ông bà có cái câu quá là hát hay không bằng hay hát. Ví dụ như người ta không hát hay mà người ta hay hát thì từ từ nó cũng hay đúng không mọi người. Rồi thêm nữa là mấy cái đứa mà lên mà chê Hồng Loan hát dở đó, tao mời mày lên mày mày đứng đứng lên trên đó mày hát thử coi, mày đứng lên trên đó mày hát nha, mày hát mà không được nha, tao 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 lấy cái chai nước rửa chim á, tao tặng cho từng con nha, đặng lấy ra rửa mặt lên cho nó tỉnh lên. Trời ơi là trời. Thứ nhất, Hồng Loan chưa bao giờ tự nhận mình là ca sĩ hay là nghệ sĩ. Thứ hai, MC giới thiệu chưa bao giờ giới thiệu Hồng Loan là ca sĩ. Cho nên Hồng Loan đứng trên sân khấu không với tư cách là một nghệ sĩ hay là một ca sĩ đi biểu diễn, mà là con gái của chú Vũ Linh đến để mà giao lưu cùng với cô chú, những người đã yêu thương chú Vũ Linh cũng như là yêu thương ủng hộ Hồng Loan trong suốt hơn một năm qua. Thì cái đêm ngày hôm qua là một cái đêm để tri ân đáp lại những cái tình cảm của khán giả đã yêu thương Hồng Loan như vậy, thì mới có một cái đêm diễn đó để cho cô chú đến rồi có thể là giao lưu gặp gỡ Hồng Loan, nhìn Hồng Loan ở bên ngoài rồi tay bắt mặt mừng, trao nhau những cái ôm và chụp với nhau những tấm hình để làm kỷ niệm. Chứ MC đâu có giới thiệu là sau đây là phần biểu diễn của ca sĩ Hồng Loan hay là sau đây là phần biểu diễn của nghệ sĩ Hồng Loan hay là nghệ sĩ ưu tú đâu. Người ta nói là đây là cái phần giao lưu, cái phần trình diễn của con gái chú Vũ Linh lên để mà hát giao lưu với mọi người, chứ người ta không có tự xưng người ta là ca sĩ. Cho nên cái chuyện hay hoặc dở, chứ cảnh nghĩ là nó cũng không còn quá quan trọng nữa, cái chuyện hay hay dở nó không còn quá quan trọng nữa. Ví dụ như mọi người đi cái đám đi đúng không, đi cái đám cái tiệc gì đó, mọi người hát dở mọi người cũng được phép lên hát mà, nếu như mình có đủ tự tin đúng không mọi người. Ví dụ như mọi người có đủ sự tự tin hoặc là có nhiều người muốn mọi người lên hát thì mọi người vẫn lên hát bình thường mà đúng không mọi người. Mình đi những cái buổi tiệc cưới, tiệc tiệc này tiệc kia đó, thì ví dụ như mình tự tin, mình cảm thấy mình có tự tin, mình muốn hát thì mình vẫn lên hát được. Cho nên nó là có hát dở hát hay gì cũng cũng hát được mà mọi người. Còn cái chuyện hay hay dở thì Chí Cảnh nghĩ rằng là do cái cảm nhận của mọi người. Ví dụ như mình thương cái người đó thì mình sẽ thấy cái người đó hát hay, còn mình cảm thấy không thích người đó thì mình sẽ thấy họ không hát không hay đó. Cho nên nó là có khá là nhiều người bên phía bên kia nhảy dựng lên kêu là hát dở quá rồi, tại sao vẫn vẫn được đi hát, vẫn đứng trên đó hát. Nhưng đây là lần lần mà Chí Cảnh đã nói rất là nhiều lần rồi, Hồng Loan đứng trên đó không phải với tư cách là một nghệ sĩ hay là một ca sĩ được bị kiểu mà được giới thiệu lên để biểu diễn một cách chuyên nghiệp, mà đây chẳng qua là một cái buổi giao lưu để mà tri ân những người đã yêu thương ủng hộ Hồng Loan trong suốt một năm qua đó. Cho nên là có một cái buổi giao lưu văn nghệ vui vẻ với nhau thôi, chứ nó không phải là một cái đêm trình diễn đại nhạc hội hay là xuất hiện trên sóng truyền hình. Ví dụ như hát trên sóng truyền hình nè, hát lên HTV hay là lên đài này đài nọ rồi đó ha, thì hát dở như vậy thì mọi người sẽ chê đó là chuyện bình thường.
ví dụ như mình lên trên sân khấu, trên 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 đài truyền hình đâu mà mình hát dở á, thì mọi người sẽ để lại ý kiến, tại vì lúc đó mình đã là tư cách của một nghệ sĩ rồi, một ca sĩ rồi, mình phải nhận được cái sự phán xét của mọi người nếu như trong trường hợp mình hát không hay. Còn ngày hôm qua nó không phải xuất hiện trên sóng truyền hình, cũng như là không phải là một đêm đại nhạc hội hoành tráng gì đó, cho nên cái chuyện mà hay hay dở gì đó thì do cảm nhận của mọi người, cho nên chỉ cảm thấy là cái chuyện mà hát dở hay hát hay nó đã, nói chung là nó đã không còn quá quan trọng nữa. Quan trọng là tình yêu thương, đúng không mọi người? Tất cả mọi người đến cái quán cà phê của anh Quy Quy Lê, đúng không đó, thì người ta do yêu thương, do tình yêu thương người ta đến, người ta chủ yếu là đến để ủng hộ Hồng Loan, đến để gặp gỡ Hồng Loan, đến để mà giao lưu với Hồng Loan thôi. Cho nên thì thật sự mà nói thì những cái người mà người ta bỏ tiền ra người ta tới á, thì những người đó là những người thật sự yêu thương, còn những người ở nhà chê là toàn là không có tới coi không mà chê. Thêm nữa thì nói chung là ngày hôm qua thì Chí Cảnh là một người không có ở đó trực tiếp, cho nên Chí Cảnh không có biết là ở bên ngoài đó cái âm thanh ở bên ngoài nó như thế nào, nhưng mà khi mà mọi người hát ở ngoài trời thì nó sẽ cái âm thanh nó sẽ không có ấm bằng trong phòng trà hoặc trong phòng kính, đúng không? Khi mà hát ở một cái nơi lõn như vậy thì có nghĩa là cái âm thanh đó mọi người mình nghe nó cũng đã bị lõn đi rồi, nó cũng không có ấm như là trong phòng trà hay là trong phòng kính, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Chí Cảnh thì không có nghe trực tiếp, cho nên là có, nhưng mà Chí Cảnh nghe qua 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 những kênh YouTube á, thì Chí Cảnh nghe rất là hay. Nói chung là Chí Cảnh nghe thì nó hay, nhưng mà nó không phải là nó hay theo cái kiểu là một cái giọng hát đầy nội lực, nó không phải là một cái giọng hát mà kiểu mà nội lực, một cái giọng hát rất là mạnh. Nhưng hay ở đây là Chí Cảnh thấy là có cảm xúc, có nghĩa là Hồng Loan hát bằng cái cảm xúc của mình, bằng cái kiểu mà cái sự mộc mạc, một cái cảm xúc và có một cái sự luyến láy nó rất là khác. Và đặc biệt cái giọng Hồng Loan thì nó cũng có mang một cái sự trầm trầm nhẹ đó mọi người, nó có một cái độ trầm, một độ khàn nhẹ, thì Chí Cảnh thấy đó là một cái điểm nó rất là khác biệt, thì Chí Cảnh thấy hay là như vậy nha. Chứ thật ra thì để mà nói là giọng hát của Hồng Loan là một cái giọng hát đầy nội lực, một cái giọng hát cao vút đầy nội lực mà kiểu mà kinh khủng, thì thật sự mà nói thì nó không phải là như vậy. Nó không phải hay theo cái kiểu mà kỹ thuật, nó không phải hay theo cái kiểu mà kỹ thuật dữ dội, thì nó không 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 phải là như vậy. Nhưng mà hay 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 đối với Chí Cảnh thì Chí Cảnh thứ nhất là thấy hay hơn Chí Cảnh đó, thấy hát hay hơn Chí Cảnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Chí Cảnh thấy là hát rất là ngọt và có cảm xúc, mình nghe mình cảm thấy nó kiểu mà nó có cảm xúc, nó thổi được cái hồn trong cái bài hát đó, thì theo Chí Cảnh nghĩ rằng như vậy là hay rồi. Còn có những người thì họ có những cái yêu cầu cao hơn, hoặc là cái gu mà nghe nhạc của họ thì họ họ đòi hỏi cao hơn, thì cái đó thì có thể là họ thấy nó không hay, hoặc là nó bình thường, nó dở gì đó, thì cái đó là do cái cảm nhận của mỗi người, cái gu thưởng thức của mỗi người. Có những người thì họ có kỹ thuật, họ có hiểu biết về 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 thanh nhạc, về nốt nhạc, về âm nhạc, thì họ cảm thấy ừ Hồng Loan hát không có được hay đồ này nọ, thì có thể những người đó thì cái gu âm nhạc của họ nó quá cao, nó họ đòi hỏi nhiều hơn. Còn đối với Chí Cảnh thì Chí Cảnh với một cái người em nghe, một người chị hát như vậy, thì Chí Cảnh cảm thấy nó hay ở cái việc mà truyền tải được cái cảm xúc, và Chí Cảnh thấy là Hồng Loan hát bằng kiểu mà bằng cái sự đam mê mọi người, bằng cái sự đam mê, và cũng đã rất nỗ lực, cũng đã rất cố gắng, nói chung là đã cố gắng hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa thì còn rất là gung, hát nó rất là gung, còn bây giờ thì chỉ cảm thấy hát nó đã khá là tròn trịa, nó khá là tròn trịa, và cũng đã nói chung là đã có bản lĩnh sân khấu nè, cũng có thể không còn gung giống như xưa, đúng không mọi người? Và đặc biệt là trong cái bài hát Vọng Cổ với chú Ngân Tấn thì chỉ cảm thấy là hát rất là ngọt của mọi người, rất là ngọt, rất là hay, rất là ngọt, rất là hay. Và có một số người thì có nói là hát nhép gì đó, thì chỉ cảm thấy là khá là nhiều người comment kêu là hát nhép gì đó, thì thật sự mà nói thì chỉ cảnh thì cũng không có ở đó, cho nên chỉ cảnh cũng cũng không có, mình thì mình không có biết là như thế nào. Nhưng mà khi mà chỉ cảnh nhìn qua rồi khi mà mọi người quay á, chỉ cảnh xem qua livestream á, thì thấy một số anh YouTube á livestream thì có vẻ như mạng nó có vẻ như nó cũng không có được 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 mạnh đó mọi người, cho nên chỉ cảnh thấy có những cái đoạn mà nó cũng bị
bị lắc tùm lum á, cho nên là chiếc ảnh cũng không có, nhiều khi nó không có bị được giống như kiểu mà hình với tiếng nó không có khớp với nhau mọi người đó, cho nên là có thể là do cái sự mà đường truyền á, đường truyền, tại vì chiếc ảnh thì xem live trực tiếp của một số anh đó thì chiếc ảnh thấy có những lúc á thì nó kiểu mà nó bị lắc á mọi người, giống như kiểu mà đông người quá đó, cho nên là cái đường truyền đó cũng không không có được tốt nữa, nó bị nó không có đồng đồng khớp với nhau á. Nhưng mà chiếc ảnh thấy thì nói chung là dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là giọng thật của Hồng Loan, và chiếc ảnh nghe rất là ngọt, rất là hay. Do mình không có ở đó cho nên cái chuyện đó thì chiếc ảnh không có lên tiếng, tại vì chiếc ảnh cũng không có rành đó mọi người, mình chỉ biết là thấy chiếc ảnh xem live thì chiếc ảnh thấy là hát nhạc rất là hay, hát nhạc rất là hay, thổi cái cảm xúc được. Còn cái bài vọng cổ thì chiếc ảnh nghĩ rằng mai mốt á Hồng Loan với lại chú Ngân Tấn có thể cho ra cái MV này á mọi người, cái chích đoạn này nó thật sự nó có ý nghĩa luôn, và những cái câu từ trong đó nó rất là kiểu mà nó thể hiện đầy đủ những cái thực tế luôn á. Cái lời bài hát rất là hay, và có thể là do chú Ngân Tấn mới sáng tác cho nên nó vẫn còn khá mới mẻ. Giống như kiểu chú Ngân Tấn cũng hình như cũng mới sáng tác bài này giao cho Hồng Loan, thì chỉ cảnh nghĩ rằng trong một thời gian rất là ngắn thì có thể là cũng chưa có quen á. Ví dụ như một bài hát tủ đi, mình đi đâu mình cũng hát nhiều lần, thì ví dụ như cái lần thứ ba, thứ tư, thứ năm nó sẽ hay hơn lần đầu, đúng không mọi người? Tại vì lúc đó mình đã thuộc hết trơn rồi, mình đã thuộc lời, mình đã biết chỗ nhấn nhá như thế nào, mình đã quen rồi. Ví dụ như mọi người thấy một số ca sĩ chuyên nghiệp không, khi mà họ đi hát là cái bài đó là họ hát mấy chục năm luôn rồi, cho nên là kiểu mà thuộc lòng luôn, là nhạc tới nó tới khúc nào thì nó hồ thuộc rất là kinh khủng. Còn đây là một cái bài hát sáng tác cũng rất là mới, cho nên Hồng Loan lại là không phải là một người chuyên nghiệp nữa, không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, thì tất nhiên là không thể nào mà xử lý nó kiểu mà nó perfect được, đúng không, nó perfect được, nó xuất sắc được. Thì hát như vậy lần đầu như vậy là ok rồi, chỉ cần Hồng Loan mà thuộc lời á, thuộc lời rồi nhừng nhuyễn hát 2-3 lần nữa thì chỉ cảnh nghĩ rằng đây là một bài hát rất là hay á mọi người. Và chỉ cảnh hy vọng rằng Hồng Loan hãy cùng với chú Ngôn Tấn á, hãy phát hành cái đoạn này, cái chích đoạn này lên trên kênh YouTube của Hồng Loan để mọi người nghe. Lúc đó thì chỉ cảnh nghĩ rằng nó sẽ rất là tròn chỉnh, rất là tròn trịa luôn á. Còn cái tín hiệu thì mình khi mình xem live stream thì mình thấy nó kiểu mà nó hơi bị lắc á mọi người, hình ảnh thì nó cũng không có được, kiểu mà nó không có được truyền tải tốt, có những lúc thì không nhìn thấy được hình luôn, có nghĩa là nó cứ lập dập như vậy, cho nên là chiếc ảnh cũng không có biết nữa. Tại vì ví dụ như mình ở ngoài đó trực tiếp thì mình còn có thể nắm được tình hình, cho nên là mình thì mình chỉ cảm nhận qua cái việc mà mình nhìn qua bên màn hình thôi. Thì chỉ cảm thấy là những cái bài hát cùng với lại anh Linh Tý nè thì khá là hay đó. Rồi thêm một bài hát mà hát tặng cho Mã Tư Quốc Thanh mọi người, rất là hay luôn á. Và chỉ cũng cảm thấy rất là bất ngờ là bởi vì cái sự tiến bộ của Hồng Loan á, tại vì cái bài hát mà dành cho Mã Tư Quốc Thanh hát cực kỳ hay luôn. Và thêm một cái bài hát song ca với lại Bùm Bùm đó mọi người, cái bài song ca cùng với Bùm Bùm hát rất là ngọt, và hai chị em phối hợp rất là nhuần nhuyễn, và đó mới là cái thực lực của Hồng Loan á. Nói chung là những bài nào mà Hồng Loan đã hát nhiều và thuộc thì hát rất là hay, còn những bài mà hơi bị mới thì có vẻ như Hồng Loan cũng còn có một cái sự kiểu mà chưa có quen á mọi người. Thì hy vọng rằng những cái bài hát đó Hồng Loan sẽ được có cơ hội để được hát trong những lần sau, thì khi mà hát được 2-3 lần thì nó sẽ rất là nhuần nhuyễn. Nói cho cùng thì Hồng Loan là một người hát được, biết hát, có giọng hát, có cái nét riêng biệt, và cũng có chất giọng, cũng có một cái chất giọng. Nhưng mà giống như do không phải là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, cho nên chắc chắn là không thể nào xử lý một cách chuyên nghiệp được, không thể nào mà thể hiện giống như những nghệ sĩ mà có tên có tuổi được, đúng không? Tiếp theo, khi mà Hồng Loan đến đó giao lưu
là đó chỉ là một buổi giao lưu bình thường, nó nói là một buổi giao lưu bình thường và khán giả tới thì nói chung á là cái giá mà để vào á, cái giá vé để mà vào thì nó chỉ có 200.000 thôi. Ở trong đó thì mình được phục vụ nè, mình được ngồi uống cà phê, rồi mình được gọi bất kỳ một cái món nước nào đó mình yêu thích nè. Cái thứ hai nữa là mình được ngồi đó giao lưu với mọi người, rồi ở một cái quán cà phê nó rất là đẹp, rất là lớn. Cái tiếp theo nữa là không phải là chỉ có một mình Hồng Loan mà có rất là nhiều nghệ mộ mộ rất là nhiều người khác, ví dụ như anh Quy Sang, anh Linh Tý, chú Ngân Tấn cũng là những nghệ sĩ đó mọi người. Thì với cái giá vé 200.000 mà mình đã được bao nước này nọ luôn, rồi mình được vui vẻ như vậy thì chị Cảnh cũng cảm thấy nó rất là hợp lý, chứ nó không phải là một cái gì đó mà bỏ tiền ra để mình đến nghe Hồng Loan hát nha. Thật sự mà nói thì không phải là bỏ mấy triệu rồi đó để đến mà nghe Hồng Loan hát mà dở như vậy đâu, thì không có. Ví dụ như mình giờ mình bỏ mấy triệu mà tới mà nghe hát dở đồ này nọ thì mình ý kiến ý cò, còn cái này thì nó chỉ là 200.000 thôi. Ở trong 200.000 đó thì mình được uống nước nè, mình được uống uống nước nào mình thích nè, rồi mình được ngồi đó, mình được check in, rồi được chụp hình, rồi được thưởng thức rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác nữa, đúng không chú Ngân Tấn rồi đó mọi người. Thì chỉ cảm thấy như vậy nó cũng hợp lý rồi đúng không mọi người ha. Cho nên nó làm trừ khi nào mà người ta ta giới thiệu là sau đây là phần trình diễn của ca sĩ Hồng Loan hay là của nghệ sĩ Hồng Loan thì lúc đó mọi người ý kiến được, tại vì mình đã mang danh ca sĩ rồi thì mình phải nhận được cái sự phán xét hay hay dở. Còn bây giờ Hồng Loan hát chỉ với tư cách là một người bình thường, một người bình thường chỉ là con của chú để mà đến hát để cho người ta thấy nhớ lại hình ảnh của chú, giống như kiểu những khán giả trung thành ngày xưa của chú thấy con của chú ngày hôm nay đứng trên đó hát thì người ta lại bồi hồi nhớ lại ngày xưa chú đã từng hát như vậy. Thì đó chẳng qua là một trong những cái mà chúng ta ôn lại những cái ký ức, những cái kỷ niệm xưa chúng ta luôn tưởng nhớ về chú, như vậy là xong, chứ không phải là lên trên đó để mà tự nhận mình là nghệ sĩ, tự xưng mình là ca sĩ thì không có ha. Tiếp theo, ví dụ như mọi người thấy không, cái show của ông Vũ Le đó ngày 15 tháng 9 đó đúng không, cái show của ông Vũ Le ngày 15 tháng 9, ổng là nghệ sĩ ưu tú, ổng bán cái vé 2,5 triệu, ổng bán cái vé 2,5 triệu, nhưng mà ổng có hát hay không theo Chí Cảnh là không. Đối với bản thân của Chí Cảnh cảm nhận thì ổng hát rất là dở, dở như hạt. Thì cái này tôi nói thiệt, cái này là tôi nói thiệt, cảm nhận của tôi nha là ổng hát rất là dở và dở như hạt là vậy. Tại vì sao? Tại vì ổng là nghệ sĩ, ổng là ca sĩ, ổng là nghệ sĩ ưu tú, và ổng bán với một cái giá vé 2,5 triệu như vậy, và với cái giọng hát của ổng thì chỉ cảm thấy nó không có xứng tầm, nó không có đủ cái tầm, nó không có đủ cái level để mà mình phải bỏ 2,5 triệu ra để mình tới mình nghe một cái giọng hát rất là bình thường như vậy hát, đúng không? Tại vì ổng là ca sĩ mà, ổng là nghệ sĩ ưu tú mà ổng bán vé với một cái giá vé rất là mắc, 2,5 triệu, thì Chí Cảnh nghĩ rằng nó chưa đủ level để mà bán cái mức giá đó, và Chí Cảnh nghĩ rằng cũng sẽ không có quá nhiều người chấp nhận bỏ ra 2,5 triệu để nghe một cái giọng hát rất là bình thường như vậy, đúng không mọi người? Ổng đâu có phải là một cái giọng ca đầy nội lực, một cái giọng ca mà hiếm hoi đâu. Ví dụ như bây giờ mọi người bỏ 2,5 triệu ra để mọi người nghe mọi người nghe những cái nghệ sĩ gạo cội hát thì ok. Ví dụ như bây giờ 2,5 triệu nghe chú Minh Dương hát cũng được nè, nghe cô Lệ Thủy hát cũng ok, hay là nghe mấy cái một số mà nghệ sĩ mà kiểu mà nổi tiếng, nghệ sĩ mà kiểu mà hạng A đồ luôn đó thì nó rất là ok, mình sẽ chấp nhận bỏ, tại vì đó là một cái giọng hát nó quá hay, nó quá đặc biệt, và giống như kiểu mà đó là một cái báu, một cái kiểu mà báu vật luôn mọi người, giống như kiểu một cái gì đó nó rất là quý giá. Nếu như mà cái giọng hát đó mà nó kiểu mà mình rất là quý mến luôn mọi người, và mình sẽ rất là tiếc nuối nếu như những nghệ sĩ đó không có hát nữa thì mình sẽ rất là buồn. Như vậy thì mình mới bỏ tiền ra để mình nghe. Còn cái giọng hát của ông Vũ Le thì nó rất là bình thường, nó rất là đơn độc, nó kiểu mà nó rất là nhàm chán luôn đó. Nói chung là đối với bản thân Chí Cảnh thì nói chung là sẽ cũng có một số người yêu ổng, thích ổng, ví dụ như bà Lele đi, bà Lele thì bà sẽ thấy rất là hay, tao nói hay dữ dội, hay nhất thế giới.
ví dụ như bà Lele, bà quá yêu ổng thì bà kêu là hay nhất thế giới, còn đối với bản thân Chí Cảnh thì Chí Cảnh thấy rất là bình thường, tại vì Chí Cảnh không có ưa ổng. Rồi thêm nữa là Chí Cảnh thấy diễn gốc rất là dở, diễn dở hát dở, nói chung là ca không hay mà đờn nghe cũng dở đó đó. Nhưng mà tại sao ổng vẫn bán với cái giá vé 2,5 triệu? Ông Gia bán với giá 2,5 triệu, mặc dù hát có hay không cũng dở ẹt như vậy mà ham bán 2,5 triệu, bán 2,5 triệu mà cũng dở như vậy, mà trong khi đó là mình gắn cái mác là ca, là nghệ sĩ, là nghệ sĩ mà cũng dở ẹt như vậy. Ngay cả cái thằng trợ lý đó, nó cũng được đẩy lên làm ca sĩ luôn. Cái thằng trợ lý mà đó, nó được đưa lên là gọi là ca sĩ luôn đó mọi người. Cái thằng mà trợ lý đó, nó học hành cái gì, nó tốt nghiệp trên gì, rồi nó đã được 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 đứng trên, nó đã trải qua những cuộc thi đào tạo gì hay chưa mà để được gọi là ca sĩ. Nó là xuất hiện trên cái poster á nha, là được giới thiệu với tư cách là ca sĩ, nhưng mà không biết là ai phong tặng cho nó cái chức như cái kiểu mà ca sĩ, không biết là nó được, tại sao nó lại được gọi là ca sĩ thì mình cũng không hiểu luôn đó. Cái giọng hát nó có hay không, giọng hát nó hay không, nó có nổi tiếng không mà nó vẫn được giới thiệu là ca sĩ. Thì với những người mà tự xưng là ca sĩ như vậy thì phải chịu sự phán xét của mọi người là hay hay dở, tại vì mình tự nhận mình là ca sĩ. Còn Hồng Loan không có tự nhận nha, Hồng Loan không có tự nhận, Hồng Loan chỉ là người bình thường lên đó để mà giao lưu với mọi người, chứ đâu có. Còn những cái người bên kia là họ tự nhận hết, họ là nghệ sĩ ưu tú, họ là ca sĩ nhưng mà hát rất là dở. Nói chung là đối với bản thân của Chí Cảnh thì cảm thấy dở, dở hẹp, dở hơn tôi, dở hơn tôi. Nói chung là dở, không biết dở hơn ai, chứ tôi thấy là dở hơn tôi đó. Tôi hát còn hay hơn đó, tôi hát còn hay hơn mà tôi còn chưa bao giờ dám nhận mình là ca sĩ đó. Còn những người mà hát như vậy đó mà nói là ca sĩ, nghệ ô đồ, trời ơi là trời, đã đưa lên poster hát thì cứ như vậy đó, mà nghĩ sao tính ta 2,5 triệu, tính ta 2,5 triệu, bỏ 2,5 triệu ra để nghe những người đó hát hả? Bỏ 2,5 triệu đó, nó trời ơi, phải nghe những cái kiểu mà phải nghe kiểu Sơn Tùng hay là kiểu mà Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm đồ này nọ rồi đó, Cẩm Ly, Đan Trường rồi đó đó, những người mà gạo cội như vậy đó thì người ta mới 2,5 triệu. Còn ở mình á, trời ơi là trời, má ơi má, trước cái đám tang của chú đó hả, là một nghệ sĩ vô danh, một nghệ sĩ không ai biết tới. Nói chung cũng có người biết tới, nếu như nhắc thì người ta cũng biết. Ví dụ như nói biết cái ông đó không thì người ta cũng biết, biết, tại vì cũng có thấy có làm. Nhưng mà để mà nói nổi tiếng rồi kiểu mà một cái tên mà người ta tìm kiếm thì không có đâu má. Có lúc đó là trời ơi, giống như kiểu mà hết thời vậy đó. Đừng có nói hết thời, giống như kiểu chưa có thời chứ. Làm gì có thời? Có thời đâu, hồi thời hồi nào? Cho nên là đó, người ta thì người ta chỉ đến để giao lưu với mọi người thôi, chứ người ta không phải là người ta đứng trên đó với tư cách là một ca sĩ, nghệ sĩ gì cả. Cho nên là bớt chê đi, bớt chê đi. Ủa mình nói chung là thấy người ta hát dở thì ai mượn vô nghe làm chi vậy trời. Thấy người ta hát dở thì thôi lướt qua đi. Ví dụ như thấy người ta hát dở thì thôi lướt qua đi, tự dưng ai mượn vô nghe, nghe trời ơi, nghe hết bài này tới nghe bài kia, nghe quá trời nghe, nghe từ đầu tới cuối, nghe không dám đi đâu hết trơn á, nghe mà kiểu mà mắt này mắt kia cũng không có dám đi nữa. Mà vô mà chê người ta. Cho nên mấy cái má nào mà chê đó ha, mấy cái má nào chê nhắn tin cho Chí Cảnh địa chỉ đi, tao gửi cho một chai nước rửa rửa chim, thì gửi cho chai nước rửa chim về rửa mặt đi cho tỉnh má đó, đó mỗi má một cái đó. Không cần cười gì hết trơn á má, mấy má không cần cười đi, mấy được tặng chai nước rửa chim vậy trơn á, chỉ cần bình thường thôi, nhắn tin địa chỉ, mỗi má sẽ được tặng một chai nước rửa chim, rửa đi, rửa mặt đi cho tỉnh má. Tự dưng vô chê người ta hát dở mà vô hoài, vô mà nghe. Cho nên là cái buổi tối ngày hôm qua thì thật sự mà nói là một cái buổi tối mà khá là ý nghĩa, và Chí Cảnh nghĩ rằng cái drama của Hồng Loan thì nó cũng đã sắp đi đến đến hồi kết rồi, cũng sắp rồi mọi người. Cho nên là ngày hôm qua thì nói chung là anh Quy Lê đúng không, cùng với một số anh em, bản thân Hồng Loan cũng muốn tổ chức một cái buổi đó để mà tri ân mọi người, rập rỡ cô chú. Và Chí Cảnh cũng rất là tiếc là trong cái buổi giao lưu đó thì không có mình, cũng khá là buồn đó mọi người, cũng khá là buồn. Chắc là em bị kiểu mà em bị đài vào lãnh cung rồi đó, em bị đài vào lãnh cung, cho nên là mọi người đồn em bị ra rìa đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì Chí Cảnh có một số lý do mà Chí Cảnh không có đi được. Nói chung là bị kẹt về công việc đó, dạo gần đây Chí Cảnh bị kẹt nhiều công việc là không có đi được nha. Cho nên là hy vọng sẽ có một ngày nào đó sẽ có cơ hội để mà gặp gỡ cô chú anh chị, cũng như là chụp hình cùng với cô chú anh chị để làm kỷ niệm nha. Chí Cảnh xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.